Xin chào quý vị đang theo dõi chương trình Luật sư doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 8 vừa qua là hạn chót để các bộ ngành phải trình Thủ tướng Chính phủ phương án đơn giản hóa, cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh. Báo cáo chính thức đến giờ vẫn chưa được công bố, nhưng theo cập nhật mới nhất đã có 16 bộ ngành có phương án cắt giảm. Và nếu đề xuất của các bộ ngành được thông qua vào tháng 10 tới đây, thì ước tính sẽ có khoảng 3.000 điều kiện kinh doanh được cắt giảm. Vậy với tiến độ cắt giảm như hiện nay của các bộ ngành, liệu mục tiêu cắt giảm điều kiện kinh doanh trong năm 2018 có về đích đúng hạn 31 tháng 10 hay không? Tất cả sẽ được đề cập trong chương trình Luật sư doanh nghiệp tuần này với chủ đề Cắt giảm điều kiện kinh doanh, cán mốc 31 tháng 10 có còn là thách thức? Kính mời quý vị cùng theo dõi. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 15 tháng 8 là hạn cuối cùng để các bộ ngành trình phương án cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện kinh doanh. Trước sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, nhiều bộ ngành đã chạy đua để hoàn thành việc tháo bỏ các nút thắt về kinh doanh này. Báo cáo chính thức đến giờ này vẫn chưa được công bố, nhưng theo cập nhật mới nhất đã có 16 bộ ngành đã có phương án cắt giảm. Một số bộ đã hoàn thành việc lên phương án cắt giảm đúng tiến độ. Bộ Công Thương là đơn vị tiên phong trình Chính phủ ban hành nghị định cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh trong tổng số 1.216 điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, đạt 55,5%. Ngày 15 tháng 8, bà Lê Thị Kim Dung, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ đã trình Chính phủ nghị định về cắt giảm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh với gần 60% trong tổng số 212 điều kiện kinh doanh. Bộ Tài chính đã đề xuất cắt giảm 51,4% tổng số điều kiện kinh doanh. Song song đó, Bộ triển khai sửa đổi bổ sung 16 quy định thuộc nhiều lĩnh vực như kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh chứng khoán, thẩm định giá, hải quan, kế toán, kiểm toán, v.v. Tháng 7 năm 2018, Bộ Xây dựng cũng đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 100 về việc sửa đổi bổ sung bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh. Trong đó, bãi bỏ 5 trên 17 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đơn giản hóa 43,7% trong tổng số 215 điều kiện kinh doanh. Bộ đang tiếp tục rà soát để tiếp tục đề xuất bãi bỏ 4 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã trình Chính phủ cắt giảm 186 điều kiện, đạt hơn 53%. 75 điều kiện còn lại nằm trong kế hoạch cắt giảm Bộ sẽ thực hiện từ nay đến hết năm 2018. Nếu không có gì thay đổi, dự kiến trong tháng 8 năm nay, nghị định sẽ được ban hành. Còn tính đến cuối tháng 7 năm nay, các bộ ngành đã cắt giảm đơn giản hóa 900 trong tổng số 5.905 điều kiện kinh doanh, chiếm 15,2%. Đây là một tỷ lệ được coi là thấp, làm dấy lên lo ngại khó mà hoàn thành được mục tiêu cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh trong năm 2018 mà Chính phủ đã đề ra khi mà thời hạn này chỉ còn vài 3 tháng nữa. Vẫn còn 2.690 điều kiện kinh doanh, tức là chiếm 45,55% đã có phương án cắt giảm, nhưng chưa có văn bản quy định cụ thể thuộc trách nhiệm của bộ ngành nào thực hiện. Như vậy, nếu hoàn thành vào ngày 15 tháng 8, tỷ lệ cắt giảm điều kiện kinh doanh sẽ đạt 60,75%. Các bộ ngành đã thực hiện cái việc cắt giảm cái thủ tục cắt giảm các điều kiện kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Ví dụ như Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục, đặc biệt là Bộ Giáo dục thì cũng đã rất là nỗ lực để cắt giảm được, để kiến nghị lên Chính phủ cắt giảm gần 256 cái điều kiện đầu tư kinh doanh. Đây là một cái bước rất là đáng mừng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Nhiều cái tiếng nói của Phòng Thương mại Công nghiệp đã được tiếp thu. Thậm chí như con số của anh là 50, sắp tới 48, chứ 52% ý kiến ở cái tu cũng là còn 48 cái không tiếp thu. Thì tôi nghĩ chuyện 48 là chuyện cũng bình thường, mình cũng không bao giờ kỳ vọng cái gì mình cũng đúng mà để nó tiếp thu. Nhưng mà con số 52 là con số tôi nghĩ là tuyệt vời, không có gì để mà mong đợi hơn nữa. Tuy có nhiều biến chuyển tích cực về mặt con số cắt giảm điều kiện kinh doanh, nhưng phải thẳng thắn nhìn nhận, không ít điều kiện kinh doanh đã được bàn tới khá lâu, đã đối thoại tìm giải pháp nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được điều chỉnh phù hợp, hoặc nghị định sửa đổi vẫn chỉ dừng lại ở dự thảo. Và trong suốt một thời gian dài, doanh nghiệp phải đối mặt với vô số những bất cập do điều kiện kinh doanh gây ra, chưa kể còn có những rủi ro từ việc điều kiện kinh doanh chưa cắt đã lại có những cái mới mọc thêm. Trong năm 2017, Bộ Công Thương đã đăng tải công khai dự thảo nghị định thay thế nghị định số 109 năm 2010 về kinh doanh xuất khẩu gạo để lấy ý kiến doanh nghiệp. Nghị định này cũng đã được thẩm định tại Bộ Tư pháp từ cuối tháng 8 năm 2017. Mặc dù vậy, cho đến hết tháng 6 năm 2018, không hiểu vì lý do gì, nghị định vẫn chưa được ban hành. Cộng đồng doanh nghiệp đang rất chờ đợi.
Theo các chuyên gia, việc thay thế sửa đổi các điều kiện kinh doanh như vậy là quá lâu và rất nhiều doanh nghiệp đã không còn cơ hội lên tiếng vì đã phải rời bỏ thị trường. Chúng ta nghe rất nhiều lời cảm ơn của các doanh nghiệp hay là hiệp hội doanh nghiệp đối với các bộ ngành, đối với công ty trai vì đã giải tỏa được cái này cái khác. Thế nhưng mà cũng chưa ai lên tiếng chia buồn cho những doanh nghiệp mà họ phải ra đi trước khi các cơ quan cải thiện được những cái này. Có những việc thì mất 3 năm, 4 năm, có những việc thì mất 2 năm hoặc là hơn để mà ra được một cái nghị định hoặc là một cái quy định sửa đổi hoặc bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh. Thì trong thời gian vài ba năm chờ đợi đó thì đã đủ thời gian để giết chết hàng vạn doanh nghiệp rồi. Nhìn chung á là cái mà từ khi mà cái nghị định 109 là ban hành và áp dụng thì cái lượng mà những người xuất khẩu gạo nó giảm là thực tế. Thì đa số bây giờ chỉ còn những doanh nghiệp mà nhà nước, liên doanh nhà nước hoặc là các cơ quan của tỉnh thì mới được là xuất khẩu gạo. Trong nghị định 109 có quy định rất là nhiều điều kiện cho việc tham gia cái thị trường xuất khẩu gạo. Và do đó thì cái số lượng doanh nghiệp tham gia xuất khẩu gạo đã giảm xuống rất là nhiều. Và hiện nay thì chỉ có những cái doanh nghiệp lớn đáp ứng được cái điều kiện về nhà kho bãi rồi nhà máy xay sát thì mới được tham gia xuất khẩu gạo. Đó là chưa kể đến dự thảo sửa đổi trong nghị định mới dự kiến thay thế vẫn còn những quy định chưa thông thoáng và chưa thực sự cởi trói hoặc cởi trói nửa vời đối với doanh nghiệp. Ngay cả bản thân đối với một cái quy định khi sửa đổi rồi thì vẫn còn đẩy một vài những cái điểm vẫn còn tiếp tục gây khó khăn cho doanh nghiệp. Tôi lại ví dụ như là cái chuyện là lĩnh vực xuất khẩu gạo chẳng hạn, thì đã sửa khá là nhiều điểm, nhưng mà những cái điểm, một vài điểm chủ chốt, ví dụ như là cái chuyện về kho bãi chẳng hạn, hay là cái tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với doanh nghiệp xuất khẩu, những cái điểm đấy nó vẫn còn đấy. Không chỉ với doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất khẩu gạo, các doanh nghiệp thực phẩm vẫn còn bị hành bởi điểm A khoản 1 điều 6 Nghị định số 09 năm 2016. Muối dùng để ăn trực tiếp dùng trong chế biến thực phẩm phải được tăng cường iốt. Chỉ từng ấy chữ mà làm khó rất nhiều cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng liên tục kiến nghị trong suốt hơn một năm qua. Đích thân Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã lắng nghe và có ý kiến chỉ đạo, nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết quả. Chưa kể cái sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài, một số thị trường không chấp nhận. Việc sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài có thị trường Úc, ví dụ như là Úc hay Nhật Bản, vì họ thử yếu. Cho nên nếu chúng tôi sử dụng muối mà có yếu và bị xuất khẩu ra là từ chối, mà nếu không sử dụng yếu thì lại vi phạm luật của Việt Nam. Đó chỉ là một trong số ít những ví dụ hiện hữu về việc điều kiện kinh doanh thừa, vô lý vẫn đang hàng ngày gây khó cho doanh nghiệp. Từ những yêu cầu khắt khe đối với doanh nghiệp sau hơn 5 năm có hiệu lực, số lượng doanh nghiệp tham gia xuất khẩu gạo đã giảm từ 230 xuống còn khoảng 80 doanh nghiệp tính đến thời điểm năm 2016. Còn theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 7 tháng đầu năm 2018, Việt Nam có thêm 75.793 doanh nghiệp thành lập mới, nhưng lại có đến 59.910 doanh nghiệp phá sản ngừng hoạt động. So với cùng kỳ năm 2017, số doanh nghiệp thành lập mới chỉ tăng 3,9%, trong khi số doanh nghiệp rời thị trường tăng tới 38,4%. Chưa bao giờ số doanh nghiệp dừng hoạt động bằng 80% số doanh nghiệp mới ra đời. Tất cả những câu chuyện trên cho thấy, chính việc tồn tại những điều kiện kinh doanh không hợp lý cùng thủ tục hành chính rườm rà được coi là một trong những gánh nặng rất lớn đang đè lên vai các doanh nghiệp, làm ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình sản xuất, kinh doanh, tài chính của doanh nghiệp, thậm chí khiến nhiều doanh nghiệp phải rút khỏi thị trường. Một điều không thể phủ nhận là đợt ra soát điều kiện kinh doanh năm 2018 với những đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh mà các bộ đang thực hiện thì môi trường đầu tư kinh doanh của nước ta sẽ thuận lợi hơn và cộng đồng doanh nghiệp sẽ là đối tượng được hưởng lợi. Nhưng theo các chuyên gia, mục tiêu cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh hoàn thành trước ngày 31 tháng 10 tới đây phải đảm bảo cả về chất lượng và số lượng vẫn là một thách thức rất lớn. Mặc dù có những bộ đã tuyên bố cắt giảm đơn giản hóa vượt chỉ tiêu 50% điều kiện đầu tư kinh doanh mà chính phủ đề ra, nhưng nếu xem xét kỹ thì phương án cắt giảm vẫn chưa thực chất. Bởi lẽ nhiều điều kiện kinh doanh chỉ điều chỉnh một số điểm nhỏ trong khi có thể cắt bỏ hẳn, như yêu cầu tuân thủ các quy định về phương án kinh doanh, can thiệp sâu vào hoạt động của doanh nghiệp, hay sửa đổi câu chữ như vốn pháp định thành vốn điều lệ cũng tính là thay đổi. Theo các chuyên gia, đây là những cải cách không thực chất, mang tính hình thức, thậm chí mang tính đối phó. Hiện nay thì có một số bộ thì đã chuẩn bị tích cực, nhưng còn một số bộ thì theo tôi là cái kết quả rà xét cũng như cái chuẩn bị các cái văn bản là chưa đạt yêu cầu.
Mà như vậy thì cái việc đảm bảo thực hiện được cái kế hoạch chính phủ đề ra là khó khăn. Nhưng mà cái vấn đề đáng quan ngại hơn thì đính chính là cái chất lượng của các cái văn bản được chuẩn bị. Có nghĩa là các cái điều kiện kinh doanh và các cái thủ tục hành chính được cắt giảm trên thực tế. Bởi vì trên thực tế hiện nay thì cũng có những cái kiến nghị, những cái dự thảo. Theo tôi là nó chưa đảm bảo cái thực chất, có những cái thay đổi là không đáng kể hoặc là những thay đổi thậm chí là có tính chất đối phó trong một số cái văn bản được đề xuất. Bên cạnh đó, phần lớn đề xuất trong các phương án mới chỉ dừng lại ở việc xem xét các điều kiện kinh doanh hiện hành trong nghị định. Các kiến nghị chủ yếu xoay quanh sửa đổi bổ sung nghị định mà chưa mở rộng đánh giá các điều kiện kinh doanh có trong luật. Tệ hơn nữa, có những điều kiện kinh doanh mới chất lượng còn tồi hơn so với những điều kiện kinh doanh lúc chưa cải cách. Quan ngại lớn nhất của cái việc này là thế thì sau cái đợt cắt giảm này thì các bộ còn duy trì cái công việc này nữa hay không? Thì đấy là một quan ngại thứ nhất. Và người ta lo lắng rằng là làm xong nhiệm vụ có nghĩa là nó hết nhiệm vụ. Cái việc thứ hai là thực tế cho thấy là cũng trong cái quá trình các bộ cắt giảm thì rất cũng song song với quá trình đó thì đương nhiên các cái nghị định về điều kiện kinh doanh vẫn tiếp tục được ban hành. Thế thì cái quan ngại thứ hai cho rằng là các cái điều kiện kinh doanh được ban hành mới thậm chí có chất lượng cũng không tốt hơn các cái điều kiện kinh doanh mà đang được giả soát bãi bỏ. Và cá nhân tôi thì cũng cho thấy rằng là rất nhiều những cái điều kiện kinh doanh ban hành mới họ cũng có cái chất lượng rất là kém, với những cái câu từ ví dụ như yêu cầu phải có địa điểm, yêu cầu phải có diện tích tối thiểu, yêu cầu phải có hợp đồng thuê nhà 2 năm, yêu cầu phải có tối số lượng nhân sự vân vân, rồi yêu cầu phải có những cái bằng cấp. Và đặc biệt một cái mà tôi rất quan ngại hiện nay là thường yêu cầu một cái nhân viên mà có một, mặc dù họ được đào tạo chuyên môn, họ đã được đào tạo chuyên môn ở những cơ sở đào tạo nhưng vẫn yêu cầu phải có một cái chuyên môn, mà chuyên môn đấy lại phải được một sở ngành, một cơ quan, một tổ chức của nhà nước đào tạo và để cấp một cái chứng chỉ thì họ mới lại tiếp tục đủ chuyên môn để đi kinh doanh. Thì tôi cho rằng đây là một cái rào cản rất lớn trong cái quá trình hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, có những loại hình dịch vụ mới xuất hiện, các cơ quan chức năng còn lúng túng trong việc quản lý, điển hình như việc quản lý Uber, Grab trong lĩnh vực vận tải. Hiện Bộ Giao thông Vận tải đang dự thảo nghị định thay thế nghị định số 86 năm 2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Cho đến nay còn rất nhiều ý kiến khác nhau về việc quản lý thế nào, đưa ra những điều kiện như thế nào để taxi truyền thống có thể cạnh tranh được với taxi công nghệ. Liệu khi cắt giảm các điều kiện kinh doanh cho taxi truyền thống có khiến thị trường bị loạn hay không? Có những doanh nghiệp của chúng tôi, họ lại kiến nghị, tại sao anh thống nhất với Bộ Giao thông là cắt giảm cái điều kiện này, mà chết chúng tôi, chứ không phải họ đã đồng nhất ngay đâu, họ thấy 600% họ đã có tài hoàn hồ ở Mỹ đâu, không phải. Đấy, họ cũng vẫn có những muốn phục hồi lại, không phải là giảm 68% để mà đạt được thành tích, lời khen của dư luận xã hội, lời khen của Thủ tướng đưa ra có 50%, mà cắt giảm đến 600% là hoàn hồ rồi, có 60%. Cùng với việc đó, có những điều kiện kinh doanh nay cũng chưa được đề nghị cắt giảm. Đó là họ cũng có rất nhiều ý kiến khác nhau. Theo một khảo sát vừa công bố mới đây của VCCI, trung bình mỗi năm cơ quan nhà nước trung ương ban hành trên dưới 1.000 văn bản quy phạm pháp luật và khoảng 50% trong số đó có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Như vậy có thể thấy, sự tác động hàng ngày từ các văn bản pháp luật kinh doanh đối với doanh nghiệp là rất lớn. Do đó, điều doanh nghiệp mong muốn là có những điều kiện kinh doanh tác động tiêu cực trầm trọng thì phải cắt bỏ cho bằng được. Đôi khi lựa chọn đúng một điều kiện để cắt giảm lại mang đến lợi ích bằng cả chục điều kiện khác. Như thường lệ, phần cuối của chương trình, mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Lê Thị Thu Hằng, công ty luật Quốc Minh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Luật sư chị Trần Hằng có địa chỉ email trầnhằng@gmail.com gửi thư về chương trình và hỏi: Chào luật sư, công ty của tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh ngành nghề buôn bán thực phẩm, nhưng chúng tôi lại muốn bổ sung thêm một số ngành nghề cho công ty. Vậy thì xin luật sư tư vấn cho tôi về thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh như thế nào? Mời luật sư trả lời. Về vấn đề bạn hỏi, tôi xin được trả lời như sau. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp là một thủ tục pháp lý cần thiết và rất là quan trọng khi doanh nghiệp cần mở rộng các lĩnh vực kinh doanh mà hiện tại doanh nghiệp chưa có, hay là thu gọn các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh có trong đăng ký kinh doanh để thuận lợi cho việc
quản lý và thực hiện theo đúng luật doanh nghiệp. Doanh nghiệp có trách nhiệm phải thông báo về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh với phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định thay đổi bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Căn cứ theo quy định của pháp luật thì khi bạn tiến hành thủ tục bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, bạn cần chuẩn bị các hồ sơ sau. Một, thứ nhất là thông báo bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp với các nội dung như sau. Thứ nhất, tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế. Thứ hai, ngành nghề đăng ký kinh doanh bổ sung. Thứ ba, quyết định và bản sao hợp lệ biên bản cuộc họp của hội đồng thành viên hoặc của đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh đó. Bước thứ hai là nộp hồ sơ. Hồ sơ hiện nay bạn có hai, thực hiện hai cái bước nộp hồ sơ như sau. Bước một, sau khi hoàn thành các cái thủ tục hồ sơ như tôi đã hướng dẫn thì bạn sẽ nộp hồ sơ thông qua thủ tục online trên website nơi doanh nghiệp bạn đặt trụ sở chính, tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp bạn đặt trụ sở chính. Sau khi mà hồ sơ của bạn hợp lệ thì phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi lại cho bạn cái thư xác nhận về việc ngày giờ mời bạn lên để nhận cái giấy đăng ký kinh doanh đã được bổ sung ngành nghề. Và tại thời điểm đó thì bạn sẽ mang toàn bộ cái hồ sơ gốc mà bạn đã nộp online trước đây lên nộp và để nhận đăng ký kinh doanh mới. Việc nhận và trả kết quả này sẽ được thực hiện tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Tuy nhiên tôi cũng xin lưu ý đối với bạn là trong trường hợp mà doanh nghiệp của bạn có muốn đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với những ngành nghề mà pháp luật Việt Nam quy định có những cái điều kiện kèm theo thì bạn buộc phải đáp ứng những cái điều kiện đó thì bạn mới được kinh doanh các ngành nghề này trên thực tế. Tôi xin hết. Cảm ơn luật sư ạ. Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Và đừng quên, chương trình luật sư doanh nghiệp được phát sóng vào khung giờ mới 21:15 thứ ba hàng tuần. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và gặp lại.